giao cây mà gặp mưa vậy nè, các bạn thấy không, khủng khiếp luôn. Tầm nhìn là bây giờ là khoảng chừng 10 mét không được các bạn, 5 mét luôn á. Ngoài trời đang sấm sét quá trời các bạn. Mới là đầu tiên mình biết mưa lớn gì luôn á. Qua đường đi giao này vất vả các bạn. Xe mình giờ chỉ chạy có số 2 thôi nha, chạy được số 2 thôi các bạn. Kiếm đồng tiền không phải dễ nha các bạn. Tôi không thấy đường luôn á. Nè giờ là đỡ nha, nãy lúc nãy mình lấy điện thoại ra không kịp. Giờ mình cầm rút ra không có kịp bạn, lúc mà mưa mà không thấy đường chạy luôn. Tất cả những cái xe lớn đều tấp vô lề hết luôn á. Vậy các bạn mua cây giống của mình thấy không? Đừng có bơm hàng mà tội nghiệp nha. Đi kiếm tiền cũng cực khổ lắm các bạn ơi. Rất là nguy hiểm luôn. Kiếm tiền đâu phải dễ mà, quá nguy hiểm. Bây giờ được cái đã, giờ là đỡ hơn lúc nãy là nó mưa nhiều hơn mà lấy điện thoại ra không kịp bạn. Giờ mình quay không kịp, có lẽ là mưa nhiều mà trong xe mình nói cũng không ổn quá, sợ bạn đi không được hết. Xe tắt vô lề hết trơn bạn, đi ra số tắt lề hết trơn.